Postdoc xin chào mọi người. Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng sinh tồn của những con ve trên người các bé cún chúng ta nha. Mình có làm một cái thí nghiệm, đó là mình sẽ nhốt một con ve vào trong cái lọ như vậy và mình đóng kín lại. Và mình không có cho nước, cũng không có cho bất kỳ cái đồ nào mà cái con ve này có thể ăn được, ví dụ như thịt hay máu hay gì đó. Mình sẽ bỏ đói, bỏ khát để xem là con ve này nó có thể sinh tồn và chờ đợi trong bao nhiêu lâu, cho đến khi có một vật chủng đi ngang qua và nó bám tới để tiếp tục duy trì sự sống. Đây là cái ngày đầu tiên mà mình bắt được con ve ở trên người của một bé cún. Và để giữ cho mọi thứ an toàn thì mình sẽ sử dụng băng keo. Các bạn khi mà ở nhà bắt được một con ve thì cũng sẽ sử dụng cái băng keo để mà nhốt nó lại rồi đem vứt bỏ sọt rác, tránh cái trường hợp mà chúng ta dùng tay đè chết xuống đất cho nó nát ra. Kêu tách tách khá là vui tai, tuy nhiên là máu nó sẽ bắn khắp nơi, rồi là những cái ký sinh hay là trứng của nó sẽ phát tán thì còn nguy hiểm hơn. Nên là nhà ai thì cũng có cái băng keo này, nên là chúng ta sẽ nhốt nó vô và vứt vô thùng rác, nó sẽ không chạy đi đâu được. Theo những cái thông tin ở trên mạng thì về cái tuổi thọ cũng như cái khả năng sinh tồn khi mà không có thức ăn của một cái con ve chó thì nó khá là khác nhau và rất là nhiều thông tin Bulusso. Nên là mình cụ thể lấy một con ve có hình dáng như vậy, chân nó dài và thân hình có hình tam giác hoặc là giống cái hạt mè, thì cụ thể là cái con ve như vậy. Vì có rất là nhiều cái dòng ve khác nhau nên là mình thí nghiệm ở trên cái con ve có giống như vậy, thì các bạn biết được lần sau nhìn thấy thì biết là nó sẽ sống được trong bao lâu. Ở đây ngày đầu tiên nó rất là khỏe, người căng bóng và rất là đầy đặn, tức là chắc mới hút máu xong ở trên người của cái bé cún á. Mình thấy cái con ve này có đặc điểm khá là vui, đó là nó giống như con rùa hay là cái con nhím vậy đó. Mình đụng vào nó cái là nó co quắp người lại, giống như trong trạng thái chết. Và mình không có để ý tới nó nữa là nó sẽ bắt đầu nó thò chân ra nó chạy. Còn khi mình đụng vô, mình búng búng, mình hảy hảy vậy nè, là nó sẽ co quắp lại, cứng đơ luôn, không có gì chuyển. Không biết là trong cái tự nhiên là nó hành động như vậy để nó tránh cái thiên địch nào. Nhưng mà mình thấy ở trong cái môi trường ở trong nhà như vậy thì nó không có cần thiết. Có điều nó khá là thú vị. Rồi cái mình gảy nó nhiều lần quá, nó nằm yên luôn, không có bỏ nữa. Giờ mình sẽ cho các bạn coi cái lọ trong suốt, cái lọ bằng nhựa nho nhỏ. Mình sẽ bỏ cái con ve này vô trong. Rồi sau đó mình đóng nắp lại. Thì cái nắp của mình để đảm bảo nó không thoát ra thì mình sẽ, lát nữa mình sẽ cuốn cái băng keo qua cái miệng nắp. Thì chắc chắn là nó không có ra được. Các bạn coi, nó nằm yên từ nãy tới giờ, từ lúc mình nói tới giờ là cũng 1-2 phút nó nằm yên hoài vậy luôn đó. Động bộ nó không di chuyển. Nếu mà nó không di chuyển như vậy thì tức là mọi người ở trong nhà sẽ không phát hiện ra nó khi nó ở trên nền đất hoặc là nó bám ở trên cái mép tường. Có thể đó là một cái yếu tố để nó sinh tồn, để không có ai phát hiện ra nó để mà tiêu diệt nó. Nó sẽ nằm yên một lúc rất lâu, nó nằm hoài vậy, nên mình sẽ tô lên nha. Nó nằm vậy cả 5 phút đồng hồ lận. Giờ nó mới dậy ở đây các bạn. 5 phút đồng hồ trôi qua nó mới dậy được. Đó, nó bỏ đúng nhanh luôn, bỏ cái hết hồn luôn. Giống con rán nằm yên thì không có đáng sợ, mà nó bay một cái là nhìn nó khủng khiếp liền. Mãi mới bắt được nó bỏ vô trong lọ. Nó bỏ rất là nhanh và khó bắt nha. Là mình sẽ nắp lại và là dán băng keo lại, rồi coi xem là nó ở trong đó thoải mái hay không. Giờ mình ghi nhận lại hôm nay là ngày bao nhiêu nha. Mình mở mình coi trên Google nè, để tính cái ngày mà cái con ve này nó sống sót nó trong cái môi trường mà không có đồ ăn nước uống. Rồi hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2021, thứ bảy. Rồi chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình
sinh tồn của cái bé của cái con ve này. Rồi tới 2 ngày sau là ngày 31 tháng 5 năm 2021. 2 ngày sau mình không quay được hàng ngày vì thấy nó khỏe lắm. Nên là cách vài ngày mình coi xem nó sống làm sao rồi mình quay lại cho các bạn coi. 2 ngày. Nó biết cái đường để nó ra hay sao, nó luôn tìm bò lên trên cái nắp phía ngoài, nên là mình đã bít băng keo lại để an tâm là nó không có theo cái kẽ mà nó bò ra được. Bám rất là chắc. Mình gõ nó xuống nha. Đây. Cái mình gõ vào cái là nó lại giả bộ, giả đò nó chết. Rồi cái không có gì nguy hiểm, cái nó lại bò nó chạy. Con ve này là các bạn đếm coi là mấy chân. Nhìn như chân nhện vậy đó. Nó bám rất chắc luôn ha. Hai ngày nữa lại trôi qua là ngày 2 tháng 6 năm 2021. Tức là đã được 4 ngày. Nhiều khi thấy nó nằm im một chỗ tưởng nó chết vậy mà cái động vô nó lại bỏ nó chạy. Và 4 ngày nữa trôi qua là ngày 6 tháng 6 năm 2021, tức là tổng cộng là đã có 8 ngày không có nước và cũng không có thức ăn, và nó vẫn đang bò rất là lẹ, các bạn thấy không? 8 ngày tức là hơn 1 tuần. Như vậy là nếu như bạn nào nuôi cún mà để cái con ve mà nó rơi ra ngoài hoặc là từ người của bé cún nhà các bạn mà nó bám vô mép tường, sàn nhà hay là thảm hoặc là chăn mền như đó, là nó sống ít nhất 1 tuần nha. Ngày 13 tháng 6 năm 2021 tức là đã 15 ngày kể từ cái ngày đầu tiên, là hơn 2 tuần mình thấy nó khô queo rồi hay sao đó. Thấy nó nằm im một chỗ cả ngày không thấy nó bò, nên là mình sẽ mở ra cho các bạn coi xem nó còn sống hay chết. 2 tuần. Một số thông tin trên mạng thì nó chỉ sống được vài ngày thôi chứ không tới 2 tuần. Tuổi thọ, có những thông tin trên mạng bạn đọc sẽ là tuổi thọ một con ve nếu mà nó bình thường, trung bình những điều kiện trong nhà đô thị thì nó sống khoảng một vài tháng, rồi nếu không có đồ ăn thức nước uống thì nó sẽ chỉ sống vài ngày thôi. Nhưng mà cái con này vài ngày của nó đã tới 2 tuần hơn rồi. Nó không có khô queo nha. Có lẽ là nó chỉ đang tiết kiệm năng lượng, nó ở im một chỗ, nó không di chuyển nữa. Rồi má ơi, gõ một hồi nó văng đi đâu rồi, chết không chứ. Nhìn kia mới thấy thì ra là nó bám ở trên cái điện thoại này. Đây, đằng sau lưng bỏ rất nhanh, rất cơ hội. Và khi động vô là nó lại chơi bài cũ, giả chết. Hỏi các bạn coi, ngày 18 tháng 6 rồi, tức là đã 20 ngày. 20 ngày nó vẫn còn sống sót và vẫn bò. Nhưng mà tới bữa ngày hôm nay mình thấy nó hình như nó chịu hết nổi rồi sao đó. Nó khá là yếu, không có bò tự do nữa. Chân nó chỉ quơ 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 vậy thôi. Có lẽ là đạt tới giới hạn của cái con ve này rồi. Giờ mở ra và lôi nó ra cho các bạn coi tình trạng của nó nha. Nghĩ là cũng sắp xong rồi đó. Tới ngày 20 này là nó nằm im luôn rồi các bạn. Nó không có di chuyển nữa, chân nó quíu lại không còn sức nữa. Chỉ có quơ 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 vậy thôi. Mình bắt lên tay thì thấy là nó khá là mỏng. Các bạn coi cái người nó rất là mỏng, không có còn đầy và căng mọng giống như cái ngày đầu tiên nữa. Vì nhịn đói mà còn nhịn khát nữa mà. Mỏng lét luôn. Và nó không bò nổi luôn. Úp nó lại nó cũng không bò đi được nữa. Và cuối cùng là tới ngày 21, tròn 3 tuần là nó cũng đã không còn di chuyển được nữa. Chính thức là nó nằm bất động rồi nha. Như vậy chúng ta rút ra bài học là nếu như bé cún nhà chúng ta mà lỡ có bị lây ve thì cần phải đi chữa trị gấp, xử lý kịp thời.
Và sau khi trị ve ở trên người bé cún, chúng ta còn phải khử trùng và diệt ve ở trong nhà, cái không gian sinh sống, vì tụi nó có thể sinh sống được, như trong trường hợp video này là 3 tuần, và nó có thể duy trì sự sống. Mình không biết là những cái dòng ve khác, những cái con ve có hình dáng khác thì nó có sống lâu được hơn hay không, nhưng với cái dòng này 3 tuần là quá đủ rồi, quá nhiều. Vậy nên là bạn nào có ve, bé cún nhà bạn nào mà có ve thì cần phải trị ve, và chưa có thì phải phòng, đeo vòng ngừa ve. Và bây giờ là chuyên mục trả lời comment của các bạn, có tên cún em sao vậy? Câu hỏi từ bạn Cẩm Giang. Anh ơi cho em hỏi, nhà em nuôi một con mà sao nó hiền hay bị bệnh gì mà nó không sủa, lâu lâu mới nghe sủa 1-2 tiếng như mèo á. Bé cún nhà bạn nếu như là bé cún dưới 3 tháng tuổi thì điều này rất là bình thường, vì có thể là chưa phát triển hoàn thiện về mọi thứ như là trí não và thể chất, nên là sau này bé cún sẽ sủa nhiều hơn. Còn nếu bạn muốn tập cho bé cún sủa theo hiệu lệnh mà bạn kêu thì bạn hãy tập video số 5 trong 5 bài cơ bản Postdoc là bài sủa và im lặng nha. Câu hỏi tiếp theo từ bạn con nick tên là Elizabeth. Anh ơi, em muốn dạy con husky của em mà nó tăng động quá thì phải làm sao ạ? Trường hợp mà bé cún tăng động thì rất là phổ biến thôi. Và cách dạy thì cũng có video ở trong kênh YouTube của Postdoc, là bạn tìm kiếm cái từ khóa mà dạy cún tăng động Postdoc thì bạn sẽ thấy video. Và trong video thì mình sử dụng clicker và hạt thưởng để thưởng cho bé cún và tập theo cái mẹo ở trong video nha. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Quang Nguyễn. Em mới mua một em chó cỏ về nuôi mà không biết nó nhớ mẹ, nhớ đàn hay sao mà không ăn uống gì. Anh có cách nào không ạ? Bạn Quang Nguyễn chú ý, nếu như mà bé cún nhớ đàn, nhớ mẹ thì nó sẽ kêu, nó đòi, chứ còn nó vẫn sẽ ăn bình thường. Còn nếu như bé cún nhà bạn mà bỏ ăn á, thì cần phải đi khám gấp, và tránh để dài ngày, bé cún sẽ mất sức và rất khó để chữa trị. Rồi khi mà bé cún nhà bạn đã chịu ăn trở lại thì chúng ta mới xét tiếp tới cái vấn đề mà bé cún biếng ăn hay là kén ăn. Và bạn hãy tìm ở trong kênh YouTube của Postdoc về video bé cún biếng ăn và kén ăn, nguyên nhân và giải pháp nha. Những bạn khác có các câu hỏi thì hãy comment ở phần phía dưới, mình sẽ lựa chọn để trả lời trong các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Postdoc. Bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh YouTube của Postdoc, hoặc tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu với từ khóa Postdoc cộng với vấn đề mà các bạn gặp phải ở bé cún nhà các bạn. Tất cả các video hướng dẫn chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên bấm theo dõi và bấm thêm cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video dạy cún trong kênh của Postdoc nha. Tất cả những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ở các đường link phía dưới, như là mua hàng, thông tin về nuôi dạy cún, thú y, vân vân. Tất cả ở trong link phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha.